Bây giờ ở phía bên đây thì Hưng Trần với lại anh chú Tiểu Vũ Mộ đó cũng che tất cả các loài hoa bên đây rồi ha mọi người ha. Rồi. Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là cuối giờ rồi, anh em tụi em bắt đầu dọn hoa vô cho cậu. Anh em phụ nhau dọn bông vô mộ cho cậu mọi người ơi, lấy bao rồi chùm lại hết. Làm cho chắc ăn mưa gió không? Gom vô thôi. Chấm mưa miếng thôi chứ. Rồi rồi hoa thiệt đó, dọn lên y hình cái bàn đi. Nó quả đại nó không ăn đâu. Dọn mấy cái tàu ấy thôi. Chỗ nào anh? Chỗ bông vàng nữa thôi. Ấm ba la cháp. Này cái này Hân Trần cũng gom vô mọi người ơi. Ê, có báo cậu cái đèn dầu á mà nó bị bể cái biết rồi. Ừ. Nó không có sáng nữa. Báo rồi phải không? Mời cậu mua. Rồi mời cậu mua. Mời cậu lên hả hay gì? Mời dựng mua. Cái này xếp vô. Mời dựng mua vậy. Biết chớp đèn á nè. Rồi không thấu cái đèn vậy. Phía này cho vô trong chỗ luôn à mọi người. Cứ cho luôn. Mình mua vậy mình mua luôn đi cậu khỏi mua. Đó thấy không, để trong đây cũng gọn hơn rồi mọi người đó. Rồi để xích xích vô nè đó chưa sao vậy nữa thôi nay không mưa đâu, nay thấy trời đẹp, trời đẹp không, nay trời đẹp. Thì Hân Trần mới phát hiện một cái điều rất là tuyệt luôn. Cái lò mới gắn luôn. Cái lò này công suất nó bự hơn cái lò cũ nè. Bị mát rồi phải không? Gắn lò mới hả? À, cái lò mới gắn rồi. Hồi nãy gắn thì không có quay. Tại vì nhiều khi quay lên thì giật tiêu đề rồi nữa. Mấy ảnh sợ đúng không? Ừ. Hoa thì tụi em cũng đem qua để đây hết à. Để trên bàn không có con gì ăn được hết á. Đó thấy chưa? Nay anh yêu không dẹp mình dẹp không chứ ai. Đó, anh Toàn anh cũng lên tiếng rồi đó mọi người thấy chưa? Nay ai dẹp nó sập sạo. Chiều lại tụi anh Toàn dọn không mà chứ ai đâu. Mà chậu này cũng đưa vô mọi người. Nó vô dọn gọn. À, chú Tiểu cũng lên tiếng luôn rồi, thấy sạo sạo sao không? Bởi vì nhiều khi người trong cuộc á ở ngoài á thì không tin, bây giờ người trong cuộc nói thì mọi người mới tin thấy không. Hai anh Diễu Mộ anh cũng lên tiếng rồi đó thấy chưa. Cái này mình cắt đúng không hả? Hai cái này chứ để nhiều khi có để khi xuống không anh, nó đi ngang là vừa bởi cái là ủ lắm á. À để đó, còn cái này chắc cũng để xuống luôn đó, để xuống đất sợ tối nó nhẹ. Này thời tiết là đẹp rồi, nắng cũng không có mưa gì đâu. Này trời sáng quá trời sáng luôn. Giờ là cuối giờ là dọn hết cho cậu. Cái này luôn. Cái này bỏ xuống dưới cho chắc ăn. Có tài luôn nè. Có tài hả? Chắc. Non non dễ ăn. Mì. Chắc vô màu của chú rồi nó an toàn. Giấu lỗ kính gì rồi, giấu trong lỗ kính. Giấu kỹ vậy anh, mai quên lấy. Quên luôn, nằm trong đó luôn. Như đây tối ổng giữ. Tối mình về ổng giữ hả? Ừ. Sáng mình giữ, tối ổng giữ hả? Rồi còn cái gì nữa không ta? Còn cái gì nữa không? Cái này mình ấy luôn không anh? Vậy là được rồi hả anh? Ừ, kê đi. Mình có che mũ luôn không? Rồi, ổi đâu? Ổi hả? Đâu có che giúp mình yêu đâu. Chơi giống nêu. Nói gì? Không chơi giống nêu. Ok, chơi mô đen khác không? Này đốt thêm đèn cày đi Khang. Đốt luôn đi, tối rồi. Anh em mình đốt hương đi mà về thôi. Nói chung là những cái hoa được mấy anh em gom lại một chỗ của chú anh chị. Gom hoa lại hết à, cô chú anh chị ơi. Đó, liền cày hết rồi cũng dọn dẹp rồi hết. Cái nào hết thì dọn dẹp rồi đem cái mới ra thắp cho chú. Đó, còn hoa thì tụi em bắt đầu dọn phụ vô, tập trung vô hai phía trong.
nhiều gió nó không có bay. Ở phía trong thì nó cũng ít tạt nước nữa. Bây giờ thì chú tiểu giữ mộ bắt đầu lấy cái nến mới ra thắp cho chú. Không có buổi tối không ai thắp. Từ nào hết là báo liền. Hôm bữa hơn chừng báo trên clip này cái xong rồi báo ngày mai là có 2 thùng liền á. Ngày nay báo nữa. Này, hết thiệt luôn hả? Hết rồi. Rồi anh ký anh báo ơi. Anh chị cô chú ơi, thì ai có lên viếng mà có lòng hảo tâm thì đưa thêm nến cáp đèn lên cúng cho chú, tại vì hôm bữa cái chị đó đưa 2 thùng thì hôm nay hết nó cũng đã hết sạch rồi. Nhìn thấy sáng em xuống là thấy cũng còn. Còn hết cây ngang đó không? Chưa xài đâu, cũng lâu lắm. Lâu lắm rồi. Nhân quanh á mọi người. Tối là phải đốt sáp thì mình là phải sáng đêm luôn. Đốt sáng đêm luôn. Lỡ mà qua chợ mà rớt tiếng xuống là không bởi. Vậy là ổn rồi, mọi người thấy không? Tình hình là ổn rồi. Ủa, ổn Khang Khang. Mà ủa mình nhớ có cái đồ chọc mà sao không vậy? Bể rồi anh. Mới mua. Phải hả? Gió mưa gió nhẹ để cái chụp. Nếu mà không có được chụp là tối á, cái trời có gió là tắt đi. Thì mới mua. Mời mua. Cái đèn cày đó là phải mua cái chỗ riêng đèn cày chứ thực sự nó bây giờ cái chụp đèn dầu với quên lộn. Chụp ở ngoài trời chụp quá có bán. Có không? Ở gần đây có bán không? Để mời vô mua. Chứ bình thường là bây giờ ai xài đèn dầu nữa, chỉ có chỗ mà chiên nó mới bán. Cũng thấp nhang. Đó, thắp nhang, nhang này 24 giờ cả nhà. Rồi cái bình nhang tụi em mà đem vô luôn, sợ nó mưa tạt rồi mai là nó không có khô rồi đâu có đốt được đâu. Đó, ở bên này cũng bịt bao ni lông lại nè. Đó, chú anh chị ơi, bịt bao ni lông lại. Ở đây có cái chậu hoa ở giữa đẹp ghê. Về hoa vô hết rồi cô chú anh chị ơi. Đây em chiếu kỹ dời hoa vô là như thế nào đó, bốn hoa là bốn phía hết rồi đó. Lát hồi tí xíu nữa sau khi mà em quay xong em sẽ lấy cái bao ni lông này em chùm lên hoa để riêng ra ngoài hết rồi. Ở bên kia anh em thì tại vì có hai tay hai chân đồ đó, người ta bắt đầu chùm vô từ từ hết, chùm vô chạy thôi, sẵn bao lông rồi sẵn công luôn chùm vô cô chú anh chị. Con nét nó lo hả? Hoa đẹp ha, hoa lan đẹp. Bây giờ không khí rất là yên lắng luôn, thanh tịnh. Ngày mai thì bắt đầu mới có cuối giờ anh cũng đốt đèn cày thêm lau dọn bàn thờ, đốt thêm đèn cày, đốt thêm nhang. Thì cũng đem để lên ha. Có mấy cái đó là nó cũng hết đèn cày, anh cũng đem dục.
còn đúng một bình hả? Hết luôn hả? Hết luôn, bình đó nữa là hết luôn rồi hả? Ủa, bình đó bị hư hay gì? Kiếm không được cái tim hả? Móc cái tim lên không được. Được gì không được? Được rồi đó, rồi móc cái tim lên được được à? Nó chế lại xài thôi, cái đó là cũng dục luôn đó, quá tuyệt. Rồi, cũng xin thông báo là hết đèn cây. Ai có lên mộ mà cúng thì đặc biệt coi cúng đèn cây nha, chứ đèn cây là hết rồi đó. Lát hồi tí xíu Hương Trần cũng phải thắp nhang cho chú rồi xong rồi Hương Trần mới về. Và cái điều đặc biệt là lát hồi là cũng phải phủ bao ni lông này lại luôn. Sẵn dư bao thì mình cứ phủ rồi cho đề phòng thôi. Rồi thắp lên cho cô chú anh chị luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin chú phù hộ cho con. Con xin chú phù hộ với con làm YouTube là nhiều người mến thương, cũng giống như chú là mến thương trong cuộc đời này, mọi người mến thương chú vậy đó. Con xin nguyện làm đệ tử ruột của chú. Nam mô A Di Đà Phật. Có em đây để nhỏ kia bán xin có ba bữa cậu uống cho có chồng liền. Xin có chồng là có chồng liền luôn hả? Có bộ đẻ. Khẽ nó kêu nó muốn có bồ ra. Muốn có bồ gái cậu là cậu phù hộ có biền, quan trọng là cái miệng mình nó có duyên à, rồi xong rồi mình gặp cái đối tượng cái mình bắt đầu mình thả thính. Nếu mà đối tượng là bật đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng gì đó mình ok là mình hợp liền mình tới. Ta nói cô gái còn dễ hơn trẻ tre mà, tre nó đã trẻ dễ trẻ rồi, có phải vậy không mọi người? Rồi tre nó có còn sớ rồi, em để xuống là em làm rồi. Còn cô gái nó cũng dễ vậy, ông bà nói vậy không biết có đúng hay không. Hơn chừng thắp nhường hơn cái máy rồi. Bây giờ để coi anh em họp lại tí xíu coi tình hình thế nào rồi che thêm cái bao ni lông nha. Có ở bên này nước tạt thì đã che rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ ở phía bên đây thì Hương Trần với lại anh chú Tiểu Vũ Mộ đó cũng che tất cả các loài hoa bên đây rồi ha mọi người ha. Rồi Hương Trần kết thúc clip đây nha. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe, cuộc sống bình an. Bye bye, xin chào tạm biệt.